Hi, xin chào mọi người. Chào mọi người đã trở lại với ăn trộm. Thì hôm nay ha, tiếp tục ăn trộm. Sẽ ăn trộm thật là nhanh. Có lẽ tập này là tập cuối luôn rồi. Mình sẽ kết hợp với chữ là cắt. Cắt video để cho nó skip nó nhanh thôi. À đù. Nó nghe mà nó đi đến. Nice. Mặc dù không ăn cắp hết nhưng mà thôi kệ mẹ đi. Kệ mẹ nó đi nhờ. Thì ok. Bây giờ sẽ là tập cuối của chapter 2 nha. Chúng như là gì? Mỹ quý mắt, Mỹ quý mắt. Trời, xem chết. Về thôi. Ok bro. Phát đâu mà chó mà sủa phát là hay mì luôn. Chào anh. Cái gì? Nhảy xuống nó luôn. À đùa. Hay giờ lỗi game. Vậy nó mới ngầu.
À đù. Chìa khóa đâu? Chìa khóa đâu? Có bị ngu không vậy? Tôi không biết nữa đâu. Thôi kệ mẹ đi, nói chung tha được rồi. Speedrun ở nhà đó rồi, speedrun. Kỳ nhanh. Có khi nào sẽ làm speedrun về cái này không nhỉ? Chắc là không đâu. Hốc từ xa. Cô và tôi giống nhau quá. Em đi chiến. Đi mì à nó. Cái lúc đi chiến đâu nó bị gì vậy? Còn đúng hai màn cuối thôi, chơi nốt luôn nhờ. Còn đúng hai màn cuối. À đù. Méo nó phát hiện luôn nhờ. Mấy bọn cảnh sát được nâng cấp lên rồi hay sao vậy? Đây có người gì đi cướp không? Nhưng khi không có gì cả. Chú phát chú phát phát đi 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 nhắm lên nhanh. Oh my god.
Chạy mẹ nó. Ngầu chưa? Thấy ngầu chưa? Ăn cắp công khai luôn đấy. Á đùng, cái gì đấy? Thế rồi. Đúng đâu. Canh hết kìa. Thằng này phản bội. Từ từ. Ủa, hai mấy chút nữa phân bấu vậy? Ủa, chắc mà em đứng canh. Chắc cũng đi mẹ thôi. Phân bấu gì hả? Đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa, đóng cửa. Thằng này phân bấu gì? Là sau khi cướp xong hết tất cả các khu trong thị trấn này rồi, nó bắt đầu phản bội bằng cách là nó sẽ đánh, đã đánh người trước tiên, đánh thấy cảnh sát rồi sau đó sẽ đánh mình. Oh my god, bye bye, tụi mày hát đóng tiền luôn. Thế video này là kết thúc rồi, tạm biệt mọi người nha.